Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án một cái căn nhà rất là rẻ giá. Bây giờ chỉ còn có 2 căn duy nhất, giá 1 tỷ 560 triệu và còn duy nhất một căn lô góc hai mặt thoáng 1 tỷ 700 triệu đồng với đường ngõ thực tế trước nhà như quý vị nhìn đây. Đây là đường ngõ thực tế trước nhà. Với cái căn nhà này thì ô tô taxi nhỏ có thể lùi vào, đi vào được đến tận cửa nhà. Và cái đường ngõ thực tế ở đây rất là rộng, rất là thoáng. Ở đây thì các cư dân đã dọn về rồi, chỉ còn duy nhất 2 căn. Còn một căn 1 tỷ 560 triệu ở trong đây mọi người ạ. Đây. Và còn một căn ở đây là 1 tỷ 700 triệu. Với cái căn nhà này thì hướng nhà là hướng Tây Bắc quý vị nha. Thiết kế và xây dựng là 3 tầng, diện tích 32m2. Toàn bộ cái phần mặt tiền của ngôi nhà đều đã được hoàn thiện ốp toàn bộ là đá granite. Và với cái căn nhà này sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà ngay, có thể dọn đồ về và ở luôn, sổ đỏ pháp lý chuẩn chỉnh, sang tên luôn trong ngày cho quý vị. Vị trí cái căn nhà này thì gần với trường đại học thể dục thể thao, gần với trục đường quốc lộ 6. Cụ thể thì nó thuộc Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội nha mọi người. Quý vị nào có con em đang đi làm hoặc đi học ở cái khu vực Chương Mỹ hoặc là ở Hà Đông thì cái căn nhà này là cái căn nhà giá rất là rẻ, tiêu chí ngon bổ rẻ cho quý vị. Mời theo em vào khám phá cụ thể căn nhà này với cái phần thiết kế cửa chính là cửa gỗ. Và thiết kế căn nhà 3 tầng ra sao ạ? Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà đều đã được hoàn thiện cho quý vị, chỉnh chu rồi. Đó, và cái căn nhà này thì nó còn một chút ngổn ngang về cái phần dọn dẹp nữa là xong thôi. Ngoài năng lượng ở đây đó là cái phần phòng khách của ngôi nhà quý vị nhá. Đó, còn một chút chút cái đồ ngổn ngang của chủ đầu tư thì khi quý vị mua thì chủ nhà sẽ dọn dẹp sạch sẽ để bàn giao cho quý vị. Đấy, tầng 1 thiết kế phòng khách. Đây là phần phòng bếp, thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Với cái căn nhà 1 tỷ 700 triệu đồng này thì giá bán bao gồm cả nhà và đất, bao toàn bộ phí thuế sang tên, và đặc biệt là căn nhà 1 tỷ 7 này vẫn có hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho quý vị thoải mái, tối đa lên được tới 900 triệu đồng với căn nhà này nha mọi người. Về phần ngân hàng, mọi người muốn tư vấn sâu hơn, tìm hiểu kỹ hơn thì có thể liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể liên kết bên ngân hàng tư vấn thực tế luôn cho quý khách hàng. Đây là không gian phòng bếp của ngôi nhà với cái phòng bếp nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý thôi nhưng mà đáp ứng được cái công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Cái vị trí của cái căn nhà này nó cách với trường đại học thể dục thể thao khoảng tầm 800m, nó cách với trục đường quốc lộ 6 khoảng tầm 1,3 km, nó cách với lại bến xe Yên Nghĩa khoảng tầm 4,5 km, nó cách với trung tâm của Hà Đông khoảng tầm 7 km. Cho nên Ngọc Ánh đã chia sẻ với mọi người rồi, nó phù hợp với đối tượng quý vị nào đi làm ở Chương Mỹ, quý vị nào đi làm ở địa phận của Hà Đông thì nó sẽ ok hơn là quý vị đi làm ở Đống Đa, ở hoặc là Hoàng Mai, hoặc là Trường Chinh, hoặc là Mỹ Đình. Đến đây thì nó rất là xa. Tư vấn đúng với lại tầm tài chính và đúng với cái nhu cầu đi làm của quý vị nhé. Đây là cái phần phòng bếp. Căn nhà này lô góc hai mặt thoáng cho nên ở đây là có thêm một chiếc cửa sổ mở vào cái phía mặt ngõ bên trong quý vị ạ. Ngoài cái phần thiết kế phòng khách, phòng bếp thì ở đây còn thiết kế cho mình một phòng vệ sinh. Với phòng vệ sinh này nhỏ nhắn đáp ứng được công năng sử dụng phía dưới tầng 1 gồm bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa. Và thiết kế ở trong phía tầng 1 của ngôi nhà thì ở đây quý vị nhìn thực tế luôn nè. Chủ nhà ốp gạch 30-60 lên trên tới tận trần cho mình, rất là sạch sẽ. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với một cái căn nhà 1 tỷ 700 triệu này mà thiết kế công năng rồi mọi cái diện tích đáp ứng được đúng cái tiêu chí sử dụng của quý vị, giá rẻ mọi người ạ. Mời theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Với cái ngôi nhà 3 tầng 32m2 này thiết kế được 3 phòng ngủ quý vị nhá. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà, thiết kế 2 phòng ngủ thoáng trước thoáng sau cho quý vị. Chắc chắn là quý vị sẽ bảo là cái căn nhà giá rẻ như thế này thì liệu nó có heo hút không, thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ với quý vị là không nha. Xung quanh dân cư rất là đông đúc, xung quanh rất là đông đúc luôn mọi người ạ. Và với cái vị trí này thì gần với chợ luôn ấy, cách với lại chợ nó khoảng tầm
200m thôi mọi người ạ. Đó, từ cái căn nhà này nó cách với chợ 200m, giao thông đi lại thì Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi, phù hợp với quý vị tiêu chí đi làm ở xung quanh cái khu vực nhà này. Mọi người có thể đo trước trên cái ứng dụng Google Maps để xem là cái quãng đường đi nó có phù hợp với mình hay không nhá. Cửa thông phòng, các phòng thì thiết kế là cửa gỗ. Trên các phòng ngủ thì được thiết kế cũng đầy đủ trần thạch cao. Cái tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng. Gạch lát nền ở dưới cũng là màu trắng. Với căn nhà này thì có cả ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Hướng nhà là hướng Tây Bắc. Ngoài ra Ngọc Ánh vẫn còn một cái căn ở phía bên trong 1.560.000.000 đồng. Hướng nhà là hướng Tây Nam nha mọi người. Đó, quý vị nào mà muốn mua đúng hướng mà cái tầm tiền ít hơn thì còn duy nhất một căn nhà đấy nữa. Và cái căn nhà này thì là 1.700.000.000 đồng. Và đây là cái phần phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ ở trên này mọi người ạ. Với cái cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa, thiết kế đáp ứng đầy đủ công năng hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, quạt hút mùi, bồn cầu liền khối cho quý vị. Lavabo ở đây. Đấy, với một căn nhà với cái giá bán tương đối rẻ nhưng mà chủ đầu tư vẫn thiết kế rất là chỉn chu, đầy đủ cái công năng sử dụng cho quý vị theo từng tầng. Đây là cái phần phòng ngủ phía bên trong, phía bên trong của căn nhà. Đây mọi người nhá. Đó, với cái căn nhà này ấy, thì thiết kế hai phòng ngủ, phòng nào cũng vuông vắn, rất là hợp lý. Cửa sổ thông thoáng, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Quan trọng nhất là Ngọc Ánh đã chia sẻ với quý vị rồi, tất cả những căn nhà mà Ngọc Ánh quay và gửi tới cho quý vị xem ở trên kênh Theo Dõi Kênh Nhà Tốt, 100% đều sổ đỏ chuẩn chỉnh, giấy phép xây dựng mọi cái đều rất là đầy đủ để quý vị có thể vay được ngân hàng nha mọi người. Đó, và bây giờ mời theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì ở đây có một cái ô giếng trời thoáng để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 thiết kế hoàn toàn là gỗ quý vị nhé. Đây, từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 và trên tầng 3 thì thiết kế như sau. Ở đây trên tầng 3 thiết kế thêm cho quý vị một cái phòng ngủ nữa. Như vậy Ngọc Ánh đã chia sẻ nó là 3 phòng ngủ. Đó, thiết kế hợp lý, ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng này. Đây, hiện tại căn nhà này đang không có bật điện mọi người nhé. Đó, xung quanh dân cư đông đúc. Thực ra cái vị trí này cái quỹ đất nó còn nhiều cho nên cái giá nhà đất cũng như là cái giá đất giá nhà nó còn hợp lý nha mọi người. Đó, cho nên nó mới có cái giá thành cả nhà và đất như thế này, chứ còn không phải là có rất là nhiều quý vị ấy cứ lấy cái tiêu chí Hồ Hoàn Kiếm ra mà là ở Hà Nội mà lại có cái giá mà nó như thế này thì chắc chỉ là câu view. Nhưng mà Ngọc Ánh xin chia sẻ với mọi người là không câu view, không câu like. Quý vị có thể xem thực tế, có thể đo Google Maps trước cái vị trí quãng đường đi, nếu mà xa quá thì cứ ở nhà giúp em thôi, chứ còn không phải là câu like câu view làm gì mất thời gian của quý vị ra. Đó, ai đúng cái tầm tài chính, đúng cái tiêu chí đi làm thì liên hệ với em thôi. Đây là cái phần tầng 3, phòng vệ sinh tầng 3 là chủ nhà để như thế này, bán theo hiện trạng như thế này để chờ cho quý vị, nếu như quý vị về quý vị có muốn ở thì quý vị lắp thêm nha mọi người. Đó, còn nó thực tế là như vậy. Và đây là cái phần phòng sân phơi. Đây là sân phơi của ngôi nhà. Đây quý vị ơi, khá là rộng rãi, thoáng. Đó, như vậy Ngọc Ánh đã review chi tiết cụ thể đường hướng giá vị trí của ngôi nhà này. Giá bán 1.700.000, hướng nhà là Tây Bắc, vị trí là thuộc Phụng Châu, Chương Mỹ. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin về cái căn nhà này vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Bật mí với quý vị là trong kho hàng của Nhà Tốt vẫn còn những căn nhà 3 tầng mà giá chỉ có 1.270.000.000 thôi mọi người ạ. Mọi người muốn liên hệ thì liên hệ ngay với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.